Lệ Quyên xách túi hiệu tiền tỷ giống Ngọc Trinh đi tập hát. Nữ ca sĩ vui vẻ hội ngộ Thanh Thảo và Hồng Ngọc trong buổi tập luyện chuẩn bị cho live show của Quang Dũng. Lệ Quyên xách túi da cá sấu Bạch Tạng Hermès Birkin có giá khoảng 1,5 tỷ đồng, giống hệt chiếc túi từng gây ồn ào của người đẹp Ngọc Trinh. Hiện siêu phẩm này đang trở thành đề tài bàn tán và xuất hiện trong nhiều bức ảnh chế của cư dân mạng. Lệ Quyên vui vẻ hội ngộ hai người bạn thân là ca sĩ Hồng Ngọc và búp bê Thanh Thảo trong buổi tập hát ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông xã cô ngồi ở hàng ghế sau vì không thích chụp ảnh. Lệ Quyên sẽ làm khách mời trong live show Giấc mơ mang tên mình kỷ niệm 20 năm ca hát của ca sĩ Quang Dũng vào tối ngày 18 tây tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô hiện là một trong những nghệ sĩ đắt show và có cachet khủng vì được nhiều khán giả dòng nhạc bolero đặc biệt ái mộ. Hồng Ngọc mới từ Mỹ về để chuẩn bị tham gia đêm nhạc của Quang Dũng. Giọng ca mắt nang cha 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 khoe vóc dáng thon thả dù đã 3 lần sinh nở. Cô cho biết chỉ ở Việt Nam 2 ngày, xong buổi biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh, Hồng Ngọc sẽ ra sân bay về Mỹ ngay. Nữ ca sĩ rất vui vì gặp lại bạn thân Thanh Thảo. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!